Có bao giờ bạn tự hỏi đâu là bộ phim kinh dị đáng sợ nhất mọi thời đại? Bạn không phải là người duy nhất đâu. Để trả lời câu hỏi này, người ta thậm chí còn thực hiện cả một thí nghiệm dựa trên khoa học để tìm ra chùm cuối của thể loại kinh dị. 250 nạn nhân, 40 tác phẩm hù dọa được lựa chọn bởi Reddit và các nhà phê bình. Trải nghiệm sẽ diễn ra trong phòng kín với màn chiếu lớn và dàn âm thanh 5.1 để đảm bảo độ phê pha. Những người tham gia sẽ được theo dõi nhịp tim và kết quả nhịp tim trung bình thu được sẽ được dùng để tìm ra 10 tác phẩm kinh dị rùng rợn nhất. Thậm chí, mức nhịp tim cực đại cũng được đo đạc để tìm ra cảnh jump scare khiến người ta tim đập chân run nhất. Hãy ghi nhớ, nhịp tim nghỉ của người bình thường chỉ rơi vào khoảng 64 lần một phút, nhưng những tác phẩm này có thể đẩy con số đó lên đến 130 hoặc thậm chí còn cao hơn với những kẻ yếu tim. Nếu tò mò về 10 bộ phim chiến thắng cuối cùng thì đừng rời mất khỏi màn hình các bạn nhé. Cảm ơn trang Broadband Choices đã tiến hành thử nghiệm đầy thú vị này. Ngoài ra, nếu yêu thích thể loại kinh dị thì hãy ghé thăm nhà mới của chúng mình, PKD. Với tôn chỉ, mọi bộ phim đều có thể trở thành một câu chuyện kinh dị. Không những kinh mà còn dị, PKD rất có thể sẽ khiến bạn phải mất ngủ đêm nay đấy. Đường link mình sẽ để ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ, hãy cùng mình đếm ngược tới bộ phim kinh dị đáng sợ nhất mọi thời đại nào. Mở đầu cho danh sách là phần 2 của chuỗi phim kinh dị quốc dân The Conjuring, đẩy nhịp tim trung bình của khán giả lên tới 79 lần mỗi phút. Vậy, nhân tố nào đã mang tới sự ám ảnh kinh hoàng của phần phim này? Đầu tiên, phải kể đến việc, giống như mọi tác phẩm thuộc vũ trụ The Conjuring, khán giả bị phủ đầu rằng phim được dựa trên sự kiện có thật, kể về một vụ trừ tà của hai vợ chồng Ed và Lauren Warren tại Anh Quốc. Những hiện tượng lạ cùng vụ nhập hồn mà họ chứng kiến trên màn ảnh quả thực đã xảy ra với ai đó ngoài kia, thay vì chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Thêm vào đó, yếu tố kinh dị được xây dựng từ những đồ vật hết sức bình dị như sự biến mất của điều khiển TV, xe đồ chơi tự đi ra từ túp lều, chiếc ghế tự động di chuyển, khiến người xem phải rợn tóc gáy, hoang mang tự vấn rằng tất cả chỉ là sự trùng hợp hay phải chăng nhà mình cũng có linh hồn nào đó trú ngụ nếu những sự kiện tương tự xảy ra. Hiệu quả hù dọa còn được tăng gấp nhiều lần khi phù thủy kinh dị James Wan dụng chiêu dương đông kích tây. Phim đan xen những phân cảnh ấm áp an yên như đoạn nhà Hodgson quây quần đàn hát hay những thước phim tình bể bình của vợ chồng nhà Warren, đánh lạc hướng khán giả khỏi suy nghĩ rằng đây là một bộ phim kinh dị. Để rồi lại làm người xem giật nảy mình khi hồn ma và lắc xuất hiện, thay thế sự yên bình bằng nỗi ám ảnh kinh hoàng. Thể loại fan footage chưa bao giờ hết đáng sợ với khán giả. Trong danh sách hôm nay cũng có một phim như thế. Hiện tượng siêu nhiên, tác phẩm được đạo diễn, biên kịch, quay phim và biên tập bởi cùng một người lại có thể khiến nhịp tim khán giả chạm ngưỡng 115 lần mỗi phút, ngang với việc chơi thể thao. Nhịp tim trung bình trong toàn bộ thời lượng phim là 80. Ý tưởng của Paranormal Activity rất đơn giản, xoay quanh cặp vợ chồng chống chọi trước thế lực ma quỷ đang ám hại cả căn nhà. Tuy nhiên, với cách quay dựng độc đáo, phim đủ sức khiến mọi khán giả phải dựng tóc gáy. Chưa hết, chúng ta còn bị đặt trong tình thế tiến thoái lưỡng nan của nhân vật, rời đi không được mà ở lại cũng chẳng xong. Điều ta có thể làm là bất lực nhìn cặp vợ chồng dần bị quỷ dữ nuốt gọn. Hơn nữa, còn gì đáng sợ hơn bằng việc phát hiện ra ai đó đang chăm chăm nhìn bạn trong lúc bạn đang say giấc. Với cách làm phim đột phá, tận dụng tối đa nguồn kinh phí hạn hẹp, hiện tượng siêu nhiên đã thu về tới gần 200 triệu đô, là một trong những dự án điện ảnh kiếm lời nhất mọi thời đại và mở đường cho đế chế Blumhouse tung hoành như ngày nay. Phản ứng đầu tiên của bạn khi giật mình hoặc hoảng loạn là gì? Sẽ chẳng có gì lạ nếu câu trả lời là hét toáng lên. Nhưng điều tệ hơn là dù sợ đến mất hồn mất vía hay đau đến tận gan ruột cũng chẳng dám thét lên lời nào, bởi một tiếng động siêu nhỏ đã đủ thu hút bầy quái vật khổng lồ khát máu. Đó là thế giới mà vũ trụ A Quiet Place xây dựng lên, nơi loài người bị tấn công bởi những sinh vật ngoài trái đất không có khả năng nhìn nhưng thính giác lại phát triển vượt trội cùng với thể lực siêu việt. Phần 2 của loạt phim tiếp tục theo chân gia đình Abbott trong hành trình chạy trốn để bảo toàn mạng sống. Khi người chồng đã ra đi, Evelyn phải một thân một mình đèo bòng ba đứa con, trong đó có cả một em bé vừa mới lọt lòng. Vậy, điều gì đã khiến A Quiet Place phần 2 xuất sắc hơn cả phần 1 và đẩy mạch đập của người xem lên đến 80.000 một phút, thậm chí có lúc đỉnh điểm lên đến 123 nhịp? Đó là bởi khả năng sử dụng sự im lặng tạo căng thẳng xuất sắc của đạo diễn John Krasinski, nơi người xem phải liên tục đề cao cảnh giác trong những không gian rộng lớn, trống trải nhưng không một tiếng bước chân. Sự an nguy của các nhân vật chỉ mong manh như một tờ giấy, có những lúc phụ thuộc hoàn toàn vào những thứ họ không thể kiểm soát được như tiếng khóc của một đứa trẻ. Tiếp theo là It Follows với nhịp tim trung bình đo được là 81 lần mỗi phút.
Vì sao một bộ phim gần như không có jump scare lại có thể khiến khán giả căng thẳng đến vậy? Đó là vì nhà sản xuất đã giáng đòn cực mạnh và nỗi sợ thầm kín trong mỗi chúng ta mỗi khi bị kẻ khác bám đuôi. Sau một lần chơi trò người lớn với cậu bạn trai, nữ chính bị một sinh vật lạ tiếp cận. Nó không sấn sổ lao tới cô, không có diện mạo ghê rợn, cũng chẳng có đao to bố lớn gì cả. Tất cả những gì nó làm chỉ là bước thật chậm về phía con mồi với khuôn mặt lạnh như tiền. Nghe có vẻ phèn, nhưng bạn sẽ làm gì nếu rơi vào hoàn cảnh ấy? Bạn sẽ làm gì nếu biết mình không thể chạy trốn bởi con đỉa người ấy có thể hóa thân thành bất cứ ai? Và bạn sẽ làm gì nếu nhận ra mình sẽ chẳng thể ngăn chặn cái ác này mà chỉ có thể kéo dài sự sống bằng những hành động sai trái khác? Quái vật trong It Follows là một trong những hình tượng kinh dị đáng sợ nhất trên màn bạc bởi dư âm khủng khiếp mà nó để lại cho khán giả. Hãy thử đối diện với con quái vật này và để ý thật kỹ đằng sau lưng, các bạn nhé! Bạn nghĩ phim kinh dị hạng nặng chỉ đến từ Hollywood và châu Á? Vậy thì Terrified sẽ thay đổi quan điểm của bạn. Bộ phim đến từ Argentina đã kéo nhịp tim trung bình của các nạn nhân lên 82 lần một phút với mức cực đại là 122, không thua kém gì các tác phẩm đến từ những nền công nghiệp điện ảnh tỷ đô. Sở dĩ phim có thể kích động khán giả đến vậy là nhờ cách kể chuyện rất dứt khoát và tàn độc. Chỉ trong nửa tiếng đầu tiên, chúng ta đã phải theo dõi liên tiếp những bi kịch rợn người đến với các nhân vật. Nào là thi thể bị quăng quật đến bê bết máu, sinh vật kỳ quái trú ngụ ngay trong nhà và cả người chết đội mồ sống dậy. Sự căng thẳng ấy tiếp tục được nâng cao qua từng sự kiện, thậm chí đến khi câu chuyện kết thúc, trái tim khán giả cũng không được phép nghỉ ngơi. Kể chuyện tàn nhẫn đã đành, Terrified lại càng khiến người xem phải đổ mồ hôi hột với cách sử dụng âm thanh và ánh sáng rất nguy hiểm. Khi cảm xúc của bạn được bình ổn, một tiếng rình sẽ nổ ra, khiến bạn lại phải ngồi lên tàu lượn cùng các nhân vật. Chính vì thế, dù không đặt nặng những yếu tố liên quan đến thông điệp hay hành trình nhân vật, thì phim vẫn là trải nghiệm đáng thử với mọi khán giả. Nếu bạn sợ thể loại kinh dị và những cú jump scare, thì rất nên cân nhắc trước khi đến với Terrified. Còn nếu bạn tự tin vào độ lì của bản thân và muốn thử cảm giác như trong tiêu đề, thì xin mời ngồi vững trên ghế, bởi bóng ma đến từ Argentina sẽ không nương tay với bạn đâu. Được đánh giá là một trong những tác phẩm kinh dị đương đại xuất sắc nhất, Hereditary không những được lòng cả khán giả mà còn chinh phục giới phê bình, được mệnh danh là The Exorcist của thế kỷ 21. Nhịp tim trung bình của các nạn nhân trong trải nghiệm với Hereditary là 82 lần một phút, mang về cho phim vị trí thứ 5 trong danh sách. Bộ phim kể về bi kịch nhà Graham sau cái chết của người bà. Tuy nhiên, vận rủi chưa dừng lại ở đó. Mất mát chồng mất mát, những bí mật kinh hoàng nối tiếp bí mật kinh hoàng. Hereditary cho thấy điều đáng sợ nhất có thể đến từ những nơi gần gũi nhất như gia đình. Và đôi khi, chỉ một tiếng tặc lưỡi cũng có thể khiến bạn sởn da gà. Mượn câu chuyện kinh dị để nói về những ám ảnh tâm lý mang tính di truyền, Hereditary không chỉ đem đến sự sợ hãi mà còn khiến chúng ta phải suy nghĩ. Giống như một chiếc quan tài hạ thổ xuống nấm mồ mới cất, Hereditary là cơn ác mộng sẽ chìm sâu vào tiềm thức của bạn và nằm đó mãi mãi. Hãy cùng trở về điểm khởi đầu của một trong những thương hiệu kinh dị đình đám nhất, The Conjuring. Phần đầu tiên ra mắt năm 2013, đến nay vẫn được coi là một biểu tượng và được đánh giá là một trong những bộ phim kinh dị đại chúng xuất sắc nhất thập kỷ 2010. Đứng ở vị trí thứ tư, với nhịp tim trung bình 84 lần một phút, ở thời điểm cao nhất là con số không tưởng 132, The Conjuring đã khiến biết bao thế hệ khán giả phải mất ngủ vì độ kinh hoàng của mình. Bộ phim được lấy cảm hứng từ một vụ án của hai nhà điều tra ngoại cảm ngoài đời thực là Ed và Lauren Warren. Trong bề dày sự nghiệp, họ đã cùng nhau nghiên cứu hơn 10.000 trường hợp siêu nhiên. Và một trong những sự vụ ám ảnh và được biết đến nhiều nhất liên quan đến gia đình Perrin cũng là câu chuyện của The Conjuring. Gia đình này đến cư trú tại một căn dinh thự mới. Ở đó, nhà Perrin bắt đầu trải qua những sự kiện quái đản. Ed và Lauren sau đó được mời đến để điều tra. Và những gì họ tìm thấy mở ra một sự kinh hoàng mà rất có thể bạn chưa sẵn sàng để đối mặt. Sự xuất sắc của The Conjuring mang đậm dấu ấn đến từ James Wan. Nếu đã quen thuộc với các tác phẩm trước đó của vị đạo diễn người Úc như Saw hay Dead Silence thì bạn sẽ còn ấn tượng hơn với Conjuring khi nó là tổng hòa những gì tinh túy nhất của hai tác phẩm trên. Từ bầu không khí căng thẳng tột độ, cốt truyện lôi cuốn cho đến kỹ thuật làm phim điêu luyện. Tất cả mang đến một trải nghiệm không thể nào quên đối với những người hâm mộ thể loại kinh dị. Xếp ở vị trí thứ 3 chính là câu chuyện của gia đình Lambert bị ma ám, Insidious. Không chỉ khiến tim người xem loạn nhịp với chỉ số mạch đập trung bình 86 lần một phút, đây còn là tác phẩm có cảnh jump scare đáng sợ nhất. Cú jump scare kinh điển trong Insidious đã khiến nhịp tim người xem vút lên 133 lần một phút,
cao hơn cả lúc ngồi trên tàu lượn siêu tốc. Phim bắt đầu khi Dalton, người con trai của gia đình Lambert, bị ngã và hôn mê trong nhiều tháng trời. Khi gia đình đưa cậu bé từ bệnh viện về nhà, họ bỗng phải đối mặt với rất nhiều sự việc siêu nhiên như nghe thấy âm thanh, hình bóng lạ hay thấy dấu tay máu trên ga giường. Mặc dù đã thử chuyển nơi ở, nhưng những hiện tượng đáng sợ này vẫn diễn ra với tần suất còn dày đặc hơn. Để rồi tới đỉnh điểm, chính mắt nhìn thấy con ma mặt đỏ, gia đình Lambert mới thực sự khiếp sợ và tìm tới sự trợ giúp của bà đồng Alice. Theo lời giải thích của bà, Dalton có khả năng lưu lạc tới cõi người âm và vì đã đi quá xa trong thế giới đó nên cậu bị lạc mất đường về. Giờ thân xác của cậu trống rỗng và trở thành mục tiêu của rất nhiều linh hồn ai oán muốn trú ngụ. Liệu Alice và gia đình Lambert có cứu được Dalton? Và thế giới của oan hồn có thể đáng sợ tới mức nào? Insidious đặc biệt ở chỗ, nó mở ra một vũ trụ rất logic về những linh hồn và đồ vật bị ám. Từng con ma hiện lên đều có động cơ cũng như quá khứ rõ ràng, được xây dựng vô cùng chậm rãi và tỉ mỉ. Không những vậy, Insidious còn kể một câu chuyện có chiều sâu về tình cảm gia đình và những tổn thương tâm lý. Vậy nên chẳng trách Insidious đã trở thành tượng đài trong làng phim kinh dị khi không chỉ khiến khán giả giật mình thon thót với những pha hù dọa mà còn để lại ám ảnh trong họ rất lâu về sau. Quán quân của nghiên cứu khoa học nỗi sợ năm 2020 là Sinister. Tuy nhiên, ở lần thử nghiệm năm 2021 này, nó đã bị xoán ngôi. Vậy nhưng, bộ phim vẫn chễm chệ ở vị trí thứ hai, chứng minh sự ám ảnh dai dẳng của tác phẩm đến từ nhà Blumhouse. Nhịp tim trung bình của các nạn nhân lần này là 86 lần một phút và lúc cực đại là 130 với cảnh jump scare máy cắt cỏ kinh điển. Sinister đưa chúng ta theo chân Alison Oswald, một nhà văn chuyên viết về những vụ án kinh hoàng xảy ra ngoài đời thực. Trong nỗ lực tìm lại ánh hào quang năm xưa, anh cùng gia đình chuyển tới một căn hộ mới, nơi gia chủ trước kia từng bị thảm sát để lấy cảm hứng viết lách. Ở đó, anh vô tình tìm thấy những cuộn băng ghi lại tội ác dã man của một kẻ giết người bí ẩn, trải dài từ những năm 60 đến tận hiện tại. Nhận thấy cơ hội ngàn vàng để cuốn sách mới trở thành tuyệt phẩm, Alison vội vàng chộp lấy. Thế nhưng, càng ám ảnh với những cuộn băng, anh càng chứng kiến những điều bất thường xảy ra trong căn nhà. Phải chăng gia đình anh đang là đích ngắm tiếp theo của tội ác? Sinister khiến người xem phải dán mắt vào màn hình vì những bí ẩn khơi lên sự tò mò, không khác gì một bộ phim trinh thám. Để rồi phim kết liễu chúng ta bằng một cú bẻ lái cực kỳ điên rồ. Tuy lạm dụng nhiều khuôn mẫu của thể loại kinh dị, điển hình là những cảnh jump scare âm thanh lớn, không thể phủ nhận, Sinister đã thực hiện chúng cực tốt, mang đến cho người xem một trải nghiệm rùng rợn cực độ. Và quán quân trong danh sách hù dọa hôm nay chính là Host, với nhịp tim trung bình đo được cao nhất trong tất cả các tác phẩm tham gia thử nghiệm, 88 lần một phút. Bất ngờ hơn, đây là một bộ phim được thực hiện hoàn toàn trên ứng dụng Zoom. Con số này là kết quả từ tầm nhìn đột phá của ekip sản xuất. Dù chuyện phim chỉ là một cuộc gọi hồn online từ nhóm bạn liều lĩnh, nhưng những tình tiết có thể khiến mọi khán giả giật mình thon thót. Chúng ta sẽ được chứng kiến tình trạng giật lag quen thuộc của những nền tảng giao tiếp trực tuyến, sẽ cảm nhận được sự bất ổn đang dần bao trùm không gian. Song, khác với nhiều tác phẩm cùng thể loại, nơi người xem có mắt nhìn bao quát, ở Host, tất cả những gì khán giả được nhìn thấy chỉ là màn hình thoại đơn điệu. Nói cách khác, ta cũng chịu cảnh mắc kẹt như các nhân vật, chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi im chịu trận trước thế lực tà ác. Nếu bạn vẫn chưa thấy đủ đô, thì yên tâm, vì Host còn làm được nhiều hơn thế. Màn thể hiện của dàn diễn viên là trên cả tuyệt vời, tạo cảm giác như thể ta là những người bạn đang trò chuyện cùng họ, chứ không phải khán giả xem phim. Đã vậy, phần âm thanh cũng vô cùng ám ảnh, với đủ tiếng động từ lạ đến quen, hứa hẹn mang tới một tiếng vắt kiệt sự can đảm của bạn. Nếu đang nhớ cảm giác mạo hiểm, hãy thử xem Host và nên dùng tai nghe cũng như tắt đèn để tận hưởng bộ phim một cách trọn vẹn. Biết đâu khi xem hết, bạn lại có cái nhìn khác về Zoom thì sao? Và vừa rồi là 10 bộ phim kinh dị đáng sợ nhất có cơ sở khoa học chứng minh hẳn hoi. Đùa thôi, mặc dù đây chỉ là một thử nghiệm vui vẻ, nhưng ít nhiều nó cũng mang tới một cách tiếp cận mới lạ, giúp quy đổi nỗi sợ ra thành những con số có thể đo đạc. Nếu đã ngấu nghiến hết những tác phẩm kể trên mà vẫn còn thèm thuồng, thì vẫn còn đó The Babadook, The Descent, Hush hay The Exorcist cùng vô vàn những bộ phim chất lượng khác nằm ngoài top 10 đang chờ bạn thưởng thức. Các bạn nghĩ sao về danh sách này? Bộ phim kinh dị yêu thích nhất của các bạn là gì? Hãy để lại bình luận phía bên dưới cho chúng mình biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Bye bye! He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.